Đây là Multislide. Bạn có nghĩ mình đang trên chiếc thảm bay trong những câu chuyện thần thoại, nhẹ nhàng, bay bổng trong một không gian thoáng đạt, rực rỡ màu sắc? Chỉ tiếc, đường đi của chiếc thảm hơi ngắn, nên để tận hưởng hết những thú vị mà chiếc thảm bay có thể đem đến, bạn sẽ phải giữ chiếc thảm để trượt thêm lần nữa và nhiều lần nữa.